Hello, hello. Đồ gỗ Kim Nhung 3 Đồng Kỵ đấy ạ. Xin kính chào các bác và cô chú anh chị ạ. Và hôm nay buổi chiều ngày 25 tháng 7 năm 2024, Đồ gỗ Kim Nhung xin giới thiệu đến với các bác và cô chú anh chị hai bộ ghế hoàng gia. Form dáng của bộ liền khối, vách tảng liền nguyên tấm dày 8 phân, mặt tràn dày 6 phân, mỗi bộ gồm 6 món. Thì ngoài những bộ 6 món thì các bác có thể đăng ký bộ 10 món ạ. Sau đây sở đồ gỗ Kim Nhung 3 Đồng Kỵ sẽ giới thiệu chi tiết sâu sát hai bộ sản phẩm này. Kính mời các bác và cô chú anh chị cùng tham quan. Đây, bộ đầu tiên Kim Nhung vừa mới lau qua nước để nó nổi phần màu gỗ để các bác dễ tham quan về màu gỗ. Đây, tổng thể đây ạ. Tất cả form dáng là của bộ liền khối, hoàng gia liền khối. Nhưng mà giá thì hợp lý thôi. Những form dáng như này, dày dặn như này, giá dao động chỉ trừ 100 cho đến 120 triệu thôi. Mà toàn bộ là vách tảng liền, mặt liền các bác nhé, tay liền. Đây là làm chân tay 16 ạ. Tay 16, chân 16, mỗi bộ gồm 6 món. Đấy, thực tế ạ. Bàn đôn cực kỳ đồng đều, đẳng cấp. Mặt bàn này cũng là một bàn mặt bàn liền một tấm các bác nhé. Mặt bàn liền một tấm đấy ạ. Đồ gỗ Kim Nhung có địa chỉ Tuyên Quang là tại tổ 11, phường An Tường, thành phố Tuyên Quang. Và cơ sở 3 Đồng Kỵ là tại làng nghề Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh. Đối diện với trường thể dục thể thao Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh nhé. Ở đây các bác tham quan thực tế đấy ạ. Form dáng toàn bộ hoa tây là giống y như bộ liền khối ạ. Nhưng mà giá thì chỉ có dao động từ 100 cho đến 120 thôi. Vách tảng liền dày 8 phân, mặt ngồi dày 6 phân. Ở đây bộ này thì Kim Nhung vừa mới lau qua nước, anh em thợ vừa lau qua nước ạ. Khi phun lên nó sẽ có màu như là màu cơ bản là màu này. Một là mình các bác có thể để trần màu, hai là mình sẽ lên màu một chút ạ. Thì tùy theo không gian khẩu độ từng gia đình, tùy theo gam màu thì mình có thể lên màu một chút để cho phù hợp. Đấy, tổng thể đấy ạ. Mọi chi tiết tư vấn đặt hàng kính mời các bác và cô chú anh chị liên hệ trực tiếp đến Đồ gỗ Kim Nhung 3 Đồng Kỵ và Đồ gỗ Kim Nhung Tuyên Quang theo hai số điện thoại là 0916 912 888 hoặc 0988 986 601. Và đây bên trong showroom trưng bày thì Kim Nhung bày rất nhiều rồi. Sau khi các bác đến tham quan thì mình sẽ đến tham quan showroom trưng bày và tham quan xưởng sản xuất của Đồ gỗ Kim Nhung, sau đó sẽ đặt hàng. Và đây ạ, rất nhiều những bộ hoàng gia Louis, vách tảng liền tấm và mặt tràn. Ngoài ra thì còn rất nhiều những bộ hoàng gia liền khối đấy ạ. Và đây là bộ nghê hoàng đế, gỗ hương đá cột 14 chân 16. Các bác đến tham quan thì có rất nhiều thứ để mình có thể tham quan, lựa chọn và đặt hàng. Và đây ngay bên cạnh đây là bộ nghê hoàng đế. Nghê hoàng đế gỗ hương đá cột 16 chân 18. Và ngay kế tiếp bên trong là bộ nghê hoàng đế gỗ mun hoa. Gỗ mun hoa đấy ạ. Cũng cột 16 chân 18, bộ này gồm 10 món. Cực kỳ đẳng cấp các bác nhé. Và đây ạ, tiếp tục là những bộ hoàng gia liền khối gỗ hương đá. Bộ liền khối gỗ hương đá đấy ạ. Đấy, sau khi các bác và cô chú anh chị mình đến tham quan, mình sẽ tham quan tất cả chi tiết phần mộc. Sau đó Đồ gỗ Kim Nhung sẽ hướng dẫn các bác và cô chú anh chị đánh dấu tất cả phần mộc, sau đó sẽ hoàn thiện để bàn giao. Và đây quang cảnh bên ngoài Đồ gỗ Kim Nhung đấy ạ. Đối diện với trường thể dục thể thao Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh. Ở đây là showroom trưng bày, xưởng cách 200m ạ, xưởng sản xuất cách 200m thôi. Và buổi chiều nay Đồ gỗ Kim Nhung 3 Đồng Kỵ cũng xin phép được dừng video giới thiệu tại đây. Xin cảm ơn các bác và cô chú anh chị đã bớt chút thời gian để